Thành mình đứng trước cổng khu B sau thân xin ủa giờ mình vô mình lấy xe ở đâu mà dừng nó rất lâu thấy người đi vô có thể xe ra hai mình Năm là gì?
cuối cùng nắm tay lại. Một giới thiệu động vật, thực vật. Hôm bữa giờ mình học đơn bào, học dung sáng đúng không? Đơn bào thuộc giới gì? Rồi dung sáng thuộc giới gì biết không? Thuộc giới gì các bạn? Rồi, còn gì thì tất cả các sinh vật trên trái đất này. Hồi xưa có học rồi, các sinh học chia làm mấy giới? Còn nhớ không? Năm giới là gì? Mà không nhớ giới sách đâu. Trong sách có A, thì sinh vật trên trái đất thì chia làm năm giới. Nhưng mà tại sao người ta lại phân chia cái nấm ra đi một giới? À, tại sao không chia nó vô là thực vật, động vật thì nó không phải rồi đúng không? Tại sao gắn nó vô thực vật? Hoặc là gắn vô cái sinh vật đơn bào của ta đó? Hay là những sinh vật thuộc ai đó? Sinh vật thuộc ai đó là những sinh vật gì? Có đặc điểm gì thì người ta xếp nó vô thế giới đó? Tất nhiên là nó chỉ là những tế bào trong nhân nghiệp. Nhưng mà hai nó không có cái mắt này, nó không có cái mắt này. Rồi, thì tại sao nó không xếp vô cái ý giới đơn bào? Không, bởi vì các bạn học đơn bào là thuộc giới này nè. Còn dù sáng nó thuộc giới gì? Động vật nghe nó là đa bào. Như đây nó là động vật. Thì nhóm tiếp tục cũng như vậy là một giới động vật luôn. Mang mình đi qua cái giới nhóm. Nó không nằm trong bốn cái giới ở trên, không nằm chung giới với những cái con đó và dung sáng tiếp tục bởi vì nó nằm riêng một giới. Ha, vậy thì nắm cuối cùng nó là cái gì? Nó là một sinh vật rồi đúng không? Rồi nó có nhân nhưng mà nó có màng nhân thật, do đó nó không được xếp vào cái nhóm mà sinh vật của cái đó. Ha, đó là đặc điểm. Rồi đặc điểm thứ hai, tại sao mình thấy cái nấm đó mình ăn được giống rau bình thường của mình không? Cũng là một loại rau đúng không? Nhưng mà tại sao nó phải là thực vật? À, chính xác. Bởi vì nó không có dị cực tố, nó không có khả năng vận chuyển mà nó dung dưỡng bằng cách vận chuyển, tức là nó phân tích những cái chất hữu cơ ở ngoài môi trường để dung dưỡng bằng cách đó. À, nhờ nó ở bên trong cái nấm nó có một cái hệ phân tích rất là phong phú để làm cái việc đó. Rồi nó sinh sản bằng cách là sinh những cái bào tử. Ha, những cái tế bào con do nó sinh ra là gọi là bào tử. Ha, nó khác với lại cái đơn bào của dân tộc. Hoặc là những cái con dung sáng của dân tộc hết đi. Ở năm các bạn nhớ thêm cái cái nữa là những cái tế bào con được sinh ra gọi là bào tử. Ha, có cái năm năm. Rồi, vậy thì cái giới nấm nó sẽ gồm và chia ra làm đại nấm và y nấm. Đại nấm là những cái cây nấm nãy giờ các bạn thấy. Đúng không? Nãy có bốn cái hình. Thì đại nấm là hình nào các bạn? Hình cây nấm tóc đẹp, ha, rồi hình gì nữa? Nấm rơm, nấm mèo, ha. Rồi, còn cái hình ở trên cái dâu tây có nấm tóc. Thuộc nấm gì? Nó không phải là đại nấm nữa mà nó là nó là nấm sợi tạo thành ha, cái nấm tóc này lên kết tụ tụ như cái sợi tơ nấm tạo thành. Rồi hôm nay mình sẽ học thêm về nấm sinh học chứ mình không phải là nhà vi sinh học về sinh vật học ha, cái đó mình chỉ nghiên cứu đến về cái nấm nào liên quan đến vi sinh học thôi, tức là những cái vi nấm có liên quan đến dị ứng, nó có gây ha, nó có thể là gây dị ứng, có thể gây ngộ độc hoặc là gây dị ứng của nó đối với sức khỏe của con người thân. Diễn liên nghiên cứu về những cái loại nấm đó nha. Rồi như lúc đầu này là vi nấm hay là nấm đại nấm gì đó ha, nó sẽ gây ra ba cái trường hợp lớn. Trường hợp thứ nhất là nấm có thể là do những cái cây nấm là đại nấm nấm quả đó, cái vi nấm nhỏ. Rồi trường hợp thứ hai là dị ứng do vi nấm, và trường hợp thứ ba là bệnh lý nhiễm trùng do vi nấm. Bệnh lý nhiễm trùng do vi nấm thì thường chỉ do những cái con
Bởi vì anh Minh Hà là vi nấm là những cái loại nấm rất là nhỏ, chỉ có thể thấy được trên hình của mình thôi, chứ không phải là cái đại nấm mà các bạn thấy được bằng mắt thường. Rồi, trong chương trình học rồi, chú ý đến cái phần tổ chức của vi nấm. Rồi, sau khi định nghĩa được nấm là gì? Thật ra những cái đại nấm đó nó cũng được cấu tạo bởi những cái tế bào vi nấm nhỏ nhỏ, tại sao chỉ có những vi thôi, nhưng mà với một cái số lượng cực kỳ lớn nha, nó mới tạo thành cái cây nấm như vậy. Vậy thì về hình thể, nói chung người ta sẽ chia những cái vi nấm hay đại nấm đó ra thành hai dạng hình thể đặc trưng. Chỉ có hai dạng thôi nha, các bạn cần phải hai dạng thôi. Dạng thứ nhất là dạng những tế bào men. Tế bào men mình tưởng tượng được cái đến thế nào không? Có bao giờ ăn bánh men không? Cái hình thể của cái tế bào hạt men này cũng nóng, nó cũng giống giống vậy, chứ mình nó có hình gì? Bánh men và bánh men tròn ha, thì các bạn sẽ thấy có những cái hình ảnh những cái tế bào tròn hay hơi bầu bầu chút. Rồi có những cái tế bào hạt men nó hơi kéo dài giống như cái bánh men dài các bạn ăn ha, ha bao giờ ăn bánh men không? Không, tôi biết bánh men là bánh gì không? Biết luôn, biết rồi. Tạm thời mình biết là tế bào men là tròn nha, không bầu được. Hoặc có những cái tế bào men nó hơi kéo dài một chút xíu nữa, có thể nó dài như cái mình dạng cái đứa xì gà này ha. Kích thước nó cũng nhỏ khoảng 5-10 micromet. Với kích thước này các bạn chỉ được thấy được trên những kính hiển vi thôi ha, không thấy được bằng mắt thường. Bình thường tế bào men nó sẽ tồn tại ở dạng dạng tế bào ha. Rồi nó sinh sản bằng cách nào? Cái dạng tế bào hạt men nó cái cách sinh sản của nó là thường là sẽ nảy bút. Khi mà sinh sản vô tính thì nó sẽ nảy bút. Từ một cái tế bào hạt men này nó sẽ nảy chồi lên một cái tế bào hạt men con nó dưới. Cho bắt đầu tế bào hạt men con nó lớn dần và nó sinh miếng tế bào chất của mẹ nó. Ha. Khi mà nó đầy đủ nó lớn bằng cái tế bào hạt rồi thì nó sẽ tách rời ra thành một cái tế bào hạt men mới thành thành. Đây là hình ảnh của tế bào hạt men nảy bút ha. Từ một tế bào hạt men này nó sẽ nảy bút cho ra một cái tế bào hạt men con. Khi mà tế bào hạt men con nó hơn tế bào hạt men mẹ thì nó sẽ tách rời ra. Rồi một trường hợp nữa là cái bút này giờ nó không thích tròn, nó thích dài. Từ cái tế bào hạt men này nó nảy ra một cái bút và cái bút này nó kéo dài. Dài ở cái điếu xì gà thôi chứ không phải dài như sợi tơ nấm ha, cái dài ở một cái khoảng nhất định thôi thì nó sẽ nảy ra theo một cái bút mới, một hoặc nhiều bút mới, và cái bút mới đó nó cũng tiến triển trong đi học thì từ từ nó sẽ thành một cái sợi tơ nấm, nhưng mà sợi tơ nấm này người ta gọi là sợi tơ nấm giả, tức là nó không phải là sợi tơ nấm thật. Thì các bạn nhìn cái đặc điểm để lát mình so sánh với sợi tơ nấm thật nó khác ở cái chỗ này. Nó cũng là cái sợi thì nó khác cái sợi tơ nấm thật như thế này. Nãy là hình vẽ, còn đây là hình tên thực tế của cái chứng dụng viên để cái dụng điện tử ha. Cho thấy những tế bào hạt men thì nó tròn ăn bút. Đây là tế bào hạt men trong đã tạo thành gì sợi tơ nấm ha, những cái sợi tơ nấm. Trên sợi tơ nấm sẽ thấy có những cái bút nhỏ khác ha, các bạn sẽ tiến triển kéo dài tiếp. Rồi cái tế bào hạt men này khi các bạn đem cấy nó, đem nuôi cấy nó để nó sản sinh ra nhiều tế bào hạt men khác, thì khi cấy trên môi trường nó sẽ mọc ra cái khuẩn như khuẩn vi khuẩn. Các bạn học vi sinh rồi đúng không? Thì nhớ là cái khuẩn vi khuẩn về hình thành đại thể nó như thế nào, như thế nào, bề mặt và đáy của nó như thế nào, tức là trên mặt trên môi trường cấy thì hình ảnh nó ra như vậy. Khuẩn vi khuẩn nó lớn hay nó nhỏ, nhỏ hay lớn, tròn hay méo? Thường khuẩn vi khuẩn nó sẽ tròn ha, còn nó nhỏ hơn. Khi mà nó phát triển dần dần để lâu đó, thì có thể nhiều cái khuẩn nó bắt đầu thành một cái mảng, nhưng mà không bao giờ lúc mà mới nó
cả cái cốt đó cũng là xíu xíu hơi dài ha, và bề mặt của nó trơn láy, không có sụn sùi ha, trơn láy. Đó là đặc điểm chung của cái cúm vi khuẩn và cúm vi nấm ha. Nói chung là cái cúm mà tế bào hạt men thì nó đi chen với cái cúm vi khuẩn vậy đó. Còn cái cúm nấm sợi thì nó sẽ to hơn ha. Rồi mình đi đến cái dạng hình thể thứ hai của vi nấm là dạng sợi tơ nấm. Ha, sợi tơ nóng này là sợi tơ nóng thật ha. Rồi, sợi tơ nóng là những cái ống dài. Các bạn thấy này, trên đây là cái ống dài ha. Rất là dài và nó phân nhánh. Cứ đến một đoạn nó phân nhánh làm đôi, sau đến đoạn nó phân nhánh tiếp làm đôi ha. Và trên cái ống dài này có thể nó có những cái vách ngăn để phân chia ha. Và trong cái vách ngăn sẽ có nhân và có tế bào chất ở trong đó. Rồi ở giữa những cái vách ngăn này sẽ có những cái lỗ để cho có sự trao đổi chất dinh dưỡng khác tới bạn. Tức là cái sợi tơ nấm này không phải là đơn tế bào các bạn, không phải là dạng một tế bào nữa, mà lúc này cái sợi tơ nấm này là nhiều tế bào. Do đó nó cũng không được xếp vào cái giới đơn tế bào. Một dạng khác của sợi tơ nấm là nó có phân nhánh nhưng mà nó không có vách ngăn ở giữa. Do đó trên cái sợi tơ nấm này các bạn sẽ thấy rất là nhiều nhân, nó không có sự phân chia, không có vách ngăn phân chia rõ ràng. Do đó trong một sợi tơ nấm sẽ thấy rất là nhiều nhân và cái màng sinh chất nó trộn chung trong đó. Đây là cái hình ảnh chụp trên kính hiển vi ha. Đây là sợi tơ nấm phân nhánh có vách ngăn ở giữa, những cái chỗ mũi tơ mà nó là cái vách ngăn của nó. Rồi. Những cái sợi tơ nấm này khi mà nó đang kết với nhau với một cái số lượng lớn, nó sẽ tạo thành cái thể tơ nấm, cái thể tơ nấm. Và cái thể tơ nấm đó nếu như mà nó phát triển trên một cái môi trường cấy tự nhiên hoặc nhân tạo, những cái sợi tơ nấm này nó bắt đầu sẽ sinh ra những cái bào tử. Những cái bào tử đó nó nhô lên trên không khí thành những cái sợi, những sợi bông. Như các bạn thấy này trên cái trái dâu tây, cái nấm khóc, sẽ thấy là nó có những sợi bông sẽ len vô lên trên không khí nha. Lúc đó là cúm nấm. Đây cúm nấm đây. Thường cái cúm nấm sợi, hãy cúm nấm em thì mình thấy nó nhỏ, nó tròn, trơn lây. Còn cúm nấm sợi thì ngược lại, cúm nấm sợi rất là to ha. Có khi một cái cúm nếu như các bạn chỉ thấy một cúm thôi, gặp được một cúm thôi có thể lan rộng hết cái bề mặt của cái biểu bên trên luôn. Và trên cái bề mặt của cái cúm nấm sợi thì nó không có trơn lây hạt mang này, mà nó sẽ có những cái bào tử nó sinh lên, nó đẩy lên trên không bạn không khí cho các bạn sẽ thấy nó bon bon một mình ha. Cái miệng giống như có những cái sợi tơ lên. Rồi tóm lại là hình thể vi nấm nhớ nhớ là nó có hai dạng chính là dạng tế bào hạt men và dạng sợi tơ nấm. Dạng tế bào hạt men thì nó sẽ sinh sản bằng cách là nảy bút ha, hoặc là nó sẽ kéo dài cái bút đó ra thành cái sợi tơ nấm trẻ. Còn cái thể dạng hình thể dạng sợi tơ nấm này sẽ phân thọc ha, thì nó sẽ phân nhánh có vách ngăn hoặc là không có vách ngăn. Rồi vậy thì nên là các bạn nhìn ra sợi tơ nấm thật và sợi tơ nấm giả khác nhau như chỗ này. Khác nhau chỗ nào nè? Chỗ khác không? Chỗ nào cũng là sợi hết mà. Vậy thì sợi giả khác sẽ học hơn. Có thấy khác không? Bạn trai cầu bài. Cái gì trời?
cái giả thì nó tròn, nó tròn cái chỗ này. Ở mỗi một cái đầu của nó, ở hai cực, ha, cái hai cực của nó sẽ cuốn lại. Đúng không? Có thấy nó thắt eo lại không? Từ chỗ đó nó sẽ nảy lên một cái mới, một cái tế bào hạt men mới. Đúng không? Còn cái chỗ đó, sẽ có cái hợp này, có chỗ nào mà nó cuốn cái đầu hai đầu lại không? Nó có vách ngăn, nhưng mà giữa vách ngăn, giữa tế bào nó này với tế bào nó kia, thì nó không có kho, không có khu như vậy ha, kích thước bằng nhau xuyên suốt từ đầu sợi tơ nấm đến cuối sợi tơ nấm ha. Còn cái sợi tơ nấm giả thì bởi vì nó chỉ là sợi kéo dài để tế bào hoạt động hơn, rồi đến một cái điểm nào đó nó khu như vậy, từ cái đầu vào cái cực của nó mà nó sinh nhỏ lại, cái cực đó nó chỉ là một cái chồi của nó kéo dài tiếp. Do đó nhìn vô cái sợi tơ nấm giả thấy ngay chỗ phân chia các bạn sẽ thấy nó thắt eo lại ha. Khi mà coi những cái nghiên cứu thì chú ý cái điểm này ha. Rồi về sự sinh sản, phải giống nòi cũng cần phải có sự sinh sản mới sinh sôi phát triển được, đúng không? Không tồn tại được. Riêng đối với vi nấm mình phải chú ý cách sinh sản của nó, bởi vì sao vậy? Bởi vì nó là cái yếu tố để định danh từng loài vi nấm. Mỗi loài vi nấm nó sẽ có cách sinh sản vi nấm, người ta sẽ chia ra có hai hình thức sinh sản là vô tính hoặc hữu tính. Rồi vô tính tức là tế bào nó tự phân chia nhân và tạo thương thành một tế bào mới. Còn hữu tính là từ hai tế bào nấm nó được cái ha, hai tế bào nó có sự tiếp hợp giữa hai tế bào và cho ra cái hộp thử ha, và tạo ra một tế bào thử nấm. Thì gọi là sinh sản hữu tính đối với lại vi nấm. Rồi sinh sản hữu tính là vi nấm hạt men, chúng ta hai cái tế bào hạt men nó kết hợp lại tạo thành một cái túi tổ tử, chúng ta gọi là túi tổ tử nha. Ở bên trong nó có chứa các bào tử túi. Hai các bạn nhớ được thì nhớ được thì thôi nha. Chỉ biết về khái niệm tổng quát là nó có cái cách sinh sản như vậy. Rồi còn vi nấm sợi tơ thì sao? Cũng là sự kết hợp giữa hai cái sợi tơ nấm. Ha, nó tạo thành một cái bào tử nấm. Có nhiều cái dạng bào tử lắm ha, đây chỉ là hai cái ví dụ thôi, có thể là bào tử đảm, bào tử thiết hợp ha, vân vân. Rồi về sinh sản vô tính thì mình thường gặp ha, thường gặp khi mà soi trực tiếp các bạn mà bị nhân vi nấm, xét nghiệm bị nhân vi nấm thì các bạn thường sẽ thấy gặp cái dạng sinh sản vô tính này nhiều hơn. Rồi sinh sản vô tính đối với cái loại này thì nãy giờ mình học rồi, nó sẽ sinh sản bằng cách gì? Nảy bút, có thể là bút hoặc nhiều bút tùy theo loại. Trong chương trình mình sẽ học hai loại vi nấm có cái kiểu sinh sản này. Thứ nhất ví dụ như candida ha, thì candida là những tế bào hạt men ha. Rồi còn một loại vi nấm nữa là gì? Malassezia, cái vi nấm đó nó gây bệnh hạt men ha, nó cũng sinh sản theo kiểu này. Khi mà học mấy cái bài vi nấm đó, các bạn phải đại được nha. Rồi về vi nấm sợi tơ thì nó lại có phức tạp hơn, sinh sản theo kiểu phức tạp hơn. Nó sẽ sinh bào tử từ hai nơi. Cái thứ nhất là cái sợi tơ đó thì các bạn thấy là vi nấm trên cái môi trường phát triển tự nhiên như bình thường, các bạn sẽ thấy có một cái phần nó nằm dính trên bề mặt môi trường nha. Thì trong đó sẽ có các sợi tơ nấm thật là sợi tơ nấm gì. Rồi có những cái sợi tơ nấm mà nó vươn lên trên không khí ha, thành những cái sợi len bông thì người ta gọi là bào đài ha. Thì ở những cái sợi tơ nấm chìm nó nằm ở trên bề mặt của cái môi trường cháy hoặc là môi trường tự nhiên ha, những cái cơ chất đó nó sẽ đứt ra thành những cái bào tử đốt. Từ một cái sợi tơ nấm nó sẽ đứt ra thành những cái đốt nhỏ nhỏ hoặc những vật nhỏ nhỏ ha, ta gọi là bào tử đốt. Rồi cái trường hợp này các bạn sẽ thấy học trong bài về vi nấm hoàng gia, các bạn cũng phải học ha.
Rồi còn một cách nữa là khi môi trường thiếu chất dinh dưỡng thì nguyên cho cái sợi tơ nắng đó ha. Có một vài chỗ nó sẽ phình to ra, nó gom góp hết tất cả các bào quang ha, các chất dinh dưỡng tạo thành một cái khối tròn dày, có cái vách dày, thì gọi là tụ bao dày. Còn cái sợi tơ nó còn lại nó sẽ chết đi ha. Khi gặp điều kiện thuận lợi, cái bào tử bao dày tròn tròn đó nó mới bắt đầu sinh sản trở lại, nó phát triển trở lại cái sợi tơ nắng. Thì nó có hai cái cách sinh sản đối với cái sợi tơ chì. Rồi còn cái sinh bào đài thì những cái sợi tơ nắng nhô lên trên không khí đó là gọi là bào đài ha. Nó sẽ sinh ra những cái bào tử. Và cái cách sinh bào tử này của nó cực kỳ quan trọng ha. Người ta sẽ xem cái cách sinh bào tử ở trên cái bào đài này để phân loại ra các loại gì lắm. Trong chương trình các bạn học thì không yêu cầu các bạn phải phân biệt ha. Phần được cái là các bạn thôi rồi các bạn phải phân biệt cách sinh bào tử này. Mình chỉ biết là đây là cái cấu trúc để các những người này trong phòng xét nghiệm năng người ta sẽ phân biệt được những bài tử loại vi nấm này với loại vi nấm khác dựa vào cái cấu trúc bào tử này, dựa vào cái cách sinh bào tử và cái cấu trúc của cái bào tử. Đây là cái sợi tơ nấm ha. Trong môi trường thiếu chất dinh dưỡng nó sẽ bắt đầu co cụm lại ở một vài chỗ ha, tập trung tất cả các những gì tinh túy nhất ha cho những cái chỗ tròn 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 này, có thể là ở cuối sợi tơ nấm hoặc là ở giữa cái sợi tơ nấm ha, hoặc là ở bên hông sợi tơ nấm, ta gọi là gì à, bào tử bằng dài, những cái tròn 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 này gọi là bào tử bằng dài. Rồi còn cái sợi tơ nấm mà nó đứt thành đốt đốt thành từng đốt giống như những cái đoạn đầu xe lửa hay những cái ba xe lửa không? Giống không? À, này là loại tử gì? Bào tử gì? Khi nó sinh sản bằng cách này là loại gì? Mới nó xong luôn rồi. Bào tử gì các bạn? Bào tử đốt, đốt rồi. Rồi, còn những cái sợi tơ đó nhô lên trên không khí ha, thì một cái bào đài nó sẽ sinh ra nhiều bào tử. Ha, đây là một cái ví dụ về cách sinh bào tử. Đây là những cái bào tử tròn ha, trên này có khoảng 2, 4, 6 bào tử ha. Cái cách sinh khác, sinh sản khác của những cái sợi tơ nấm nhô lên không khí. Nếu mà các bạn chưa tưởng tượng được ha, thì đây là cái hình vẽ cái kiểu bê tri. Thì khi các bạn thấy một cái bệnh phẩm hoặc là cái gì đó, một cái miếng cùi chẳng hạn ha, một cái lá cây gì đó trên đây thì bắt đầu nó sẽ sinh sản ra những cái khúc nấm ha. Ở trên khúc nấm này thì ở dưới nền nó sẽ bắt đầu sinh sản ra những cái sợi tơ nấm chì ha, nó sẽ đứt rời và bị đốt. Nếu như một môi trường thiếu dinh dưỡng thì nó sẽ ra bào tử bao dày, có những cái sợi nó nhô lên trên khỏi cái bề mặt của cái môi trường cái hộp bên trên đó thì nó sẽ sinh ra những bào. Đây là hình ảnh linh hoạt của một số loài ha, một số loài vi nấm. Các bạn thấy đây là cái bào đài của nó ha. Từ cái bào đài này nó sẽ sinh ra các bào tử. Đây là bốn hình của bốn loài vi nấm. Các bạn thấy cái bào tử nó khác nhau không ha? Đây là cái bào tử nó là dạng chuỗi. Bào tử này sao? Từ cái bào đài lên nó sẽ có một cái tiểu bào đài tròn, nó bắt đầu có hàng chuỗi nhiều hơn ra ha, giống như hình bông mai vậy đó. Còn đây là từ bào đài lên có một cái khối tròn nâu không thấy bào tử luôn ha, tại vì cái bào tử mình nó có xương sắc tố màu nâu. Dựa vào cái cách sinh bào tử, cái cấu trúc bào tử khác nhau này, người ta sẽ định hình ra dần dần cái loại vi nấm khác nhau. Rồi ít cái hình thể vi nấm rồi, vậy thì ở trong các môi trường tự nhiên vi nấm nó tồn tại không? Mình có thấy được nó không? Thấy rồi các bạn. Đại nấm thấy được không? Thấy được rồi. Ha, đại nấm thì thấy được. Nhưng mà vi nấm thì phải coi như cái nguyên. Trong môi trường tự nhiên của mình
khi nấm tồn tại khắp mọi nơi nha, trong không khí bây giờ các bạn cũng đang rất tồn tại khi nấm đó nha, ra trong đất, trong nước, cát, không khí, cây cỏ, thú vật vân vân, chỗ nào cũng có vi nấm hết, chỉ là nó đang tồn tại ở dạng ngoại sinh không khí vậy nha. Rồi vậy thì vi nấm nó sẽ có mặt ở khắp mọi nơi trên thế giới, không có từ chỗ nào hết nha, chỉ một vài là có khả năng nó sẽ tồn tại ở một khu trú ở một cái vùng địa lý nào đó, ví dụ như cái là Venezuela hoặc Nam Phi chẳng hạn, thì nó có mặt nhiều ở cái vùng tâm này đó mà. Và cái con vi nấm này nó gây nhiễm trùng cơ hội, thường mình sẽ gặp gây nhiễm trùng cơ hội trên bệnh nhiễm VVS. Histoplasma gastrulatum chẳng hạn thì nó có mặt ở châu Phi và Bắc Mỹ, châu Mỹ nhiều hơn ha. Rồi, người ta mới chỉ phát hiện có 100.000 loài vi nấm thôi nha. Và trong đó thì trong 100.000 loài vi nấm đó thì không phải vi nấm nào cũng gây bệnh. Người ta chỉ mới định danh ra được 150 loài gây bệnh ở người và thú nha. Con số này sẽ còn tăng lên nữa nha, nếu như là vi nấm phát triển. Rồi, đa số nó sống mạng sinh, do đó là em thích vi nấm đỏ tỏi đó, nhưng không có bệnh gì hết nha. Do là có một số ít là đã sống ký sinh ở trên thú hoặc là trên người người ta. Rồi, vậy thì cái vi nấm đó nó sẽ được phát tán như thế gì? Phát tán đi khắp mọi nơi lên. Cái đó là nhờ gì? Nhờ gió ha. Gió cuốn thì sẽ bay lắm không? Thì nó sẽ di chuyển từ lên đến nơi khác. Nhờ nước nha, nước cuốn thì hai tô thì cũng trôi luôn. Do đó những cái mầm bệnh nó sẽ di chuyển được rất là xa. Ha, từ nơi này đến nơi khác ha. Hoặc là nếu như nó có tồn tại ở trên thú vật thì các bạn sẽ thấy là nó có thể phân tán bằng cách là qua phân của các loại động vật, ví dụ như là con crypto có cơ sở của con người sẽ học, nó sẽ bị phát tán nhờ phân của những bộ cầu chẳng hạn ha, bởi vì nó vừa sống hại sinh trong lòng ruột của loài chim bồ câu, nó vừa sống hại sinh ở những cây cỏ môi trường xung quanh, như ví dụ như đàn đàn chẳng hạn. Thì nó sẽ phát tán mầm bệnh nhờ cái biện pháp đó. Rồi, và cái trạng thái vệ sinh, hại sinh tinh ha, thì nó có thể có mặt ở khắp mọi nơi ha, đất nước, cỏ, cây, lá, cây gì đó, hoặc là trên người, trên thú, nói chung ở đâu cũng thấy á. Giờ trên cửa sổ, cửa kính, trên bàn học của các bạn, chỗ nào cũng có vi nấm hết ha. Nếu như các bạn hết miếng để thấy trong cái môi trường hoặc là Saburo, các bạn sẽ thấy mọt lên bàn cái thú sinh năm, giống như cái nấm mốc vậy. Rồi người ta chia ra cái vi nấm ngoại sinh này thành ba loại, là ngoại hại sinh, thượng hại sinh và nội hại sinh. Ngoại hại sinh tức là sao? Là những cái vi nấm nào nó sống ở bên ngoài cơ thể ví chủ ha, ví dụ trên đất, đất trên nước ha, nó sẽ tiêu thụ cái chất dinh dưỡng, những chất hữu cơ trong đất nước ha, hoặc là trên những cái sinh vật đã chết rồi. Còn cái vi nấm thượng ngoại sinh tức là nó sẽ ký, nó sẽ sống, nó phải ký sinh nha, nó sống trên cái bề mặt của cơ thể của thú hoặc của người ha, nói chung là trên sinh vật sống, nhưng nó chỉ có ăn những chất cặn bã trên đó thôi ha, như là bẩn da, mồ hôi và chất bã nhờn được tiết ra thì nó sẽ tiêu thụ được cái đó. Còn những cái vi nấm nội ngoại sinh tức là nó sẽ sống không gây ảnh hưởng gì hết, nhưng mà ở bên trong cơ thể sinh vật sống và sử dụng dinh dưỡng của nó là những cái chất được thải ra trong cơ thể người Việt Nam, ví dụ như tôm hoặc là nước tiểu hoặc là đường âm đạo vân vân. Còn ở trạng thái hại sinh thì sao? Chỉ có một số ít ha, một số ít vi nấm là sống ký sinh bắt buộc và thường xuyên trên cơ thể người và thú hơn. Vì vậy là các bạn sẽ học kỹ hơn. Còn đa số những cái vi nấm mà nó gây bệnh ha, là nó chuyển từ cái trạng thái hoại sinh sang cái trạng thái ký sinh. Và đặc biệt là trong thế kỷ 20-21, cái bệnh do vi nấm nó nổi lên là nhờ vào đại dịch phát triển nhanh, đại dịch HIV/AIDS. Đó là do cái tình trạng này. Nói chung là cái tình hình vi nấm nó nổi bật lên
là bình thường nó không gây bệnh gì hết. 30 năm rồi, 30 hết thể là vi nấm nó tồn tại xung quanh người không hề gây bệnh gì hết. Nhưng mà giờ đại dịch đó có xuất hiện những người cơ địa suy giảm thì miễn dịch bị suy giảm ha, làm cho vi nấm nó có cơ hội nó phát triển chuyển từ cái trạng thái hại sinh sang cái trạng thái ký sinh và gây bệnh. Và bệnh cảnh cũng không hề bệnh ha. Rồi, về đôi đáy vi nấm thì vi nấm cực kỳ dễ đôi đáy luôn các bạn. Môi trường thường cực kỳ phức tạp, tinh tinh. Các bạn chỉ cần trong cái dĩa bên trên đó như các bạn đổ rau cầu rồi đó, chỉ cần lập tức carbon ha, lập tức cả một cơ hoặc một cơ gì đó, lập tức muối khoáng thì cái thạch của nó thì thường dùng để cấy phân lập vi nấm là cái thạch sâu lô, trong đó có 2% glucô và 1% lacto, còn có cái thạch vô cơ. Chỉ cần cho nó là vi nấm có thể học được. À, thường người ta sẽ ủ canh cấy đó ở trong 2 cái nhiệt độ là 20-25 độ C khỏi lạnh. Còn cái canh cấy là ủ ở 35-37 độ C ha, là tương đương với nhiệt độ của cơ thể người. Rồi người ta ủ trong 20 độ này mục đích để làm gì? Để phân biệt vi nấm mọc lên trong cái môi trường đó là vi nấm hại sinh hay là vi nấm ký sinh. Bởi vì trong môi trường của mình biết đâu các bạn lấy tại tại còn phải thấy vô, nhưng mà cái vi nấm đó cũng có ở trong môi trường xung quanh, nó có thể ngoại nhiễm vô ha. Hoặc là trên cơ thể các bạn người bình thường cũng có vi nấm đó mà không có bệnh, nhưng mà vi nấm đó trên cơ thể một người khác lại gây bệnh. Thì trên cơ thể cái người mà nó gây bệnh đó, nó đã chuyển từ trạng thái ngoại sinh sang trạng thái ký sinh. Thì người ta cũng xác định là con vi nấm bình thường ngoại sinh đó bây giờ có phải là tác nhân gây bệnh cho cái người kia hay không ha. Thì bắt buộc người ta phải đem cái trên hai cái môi trường để phân biệt ha, và coi lúc đó cái con vi nấm này nó đang ở trạng thái ngoại sinh hay ký sinh ha. Thì có cái gì, nếu như những cái vi nấm ngoại sinh thì sao? Nó sẽ mọc nhanh ở cái môi trường nhiệt độ bình thường, không phải là nhiệt độ cơ thể người ha. Có thể sau khi cấy 1-2 ngày nó đã mọc đầy ở cái dĩa bên trên rồi ha. Rồi, còn khi ở trong cái 35-37 độ C, tức là lúc này nó chưa có cái vi nấm nó mà không lập được đó, nó chưa có chuyển sang trạng thái ký sinh ha. Do đó nó chưa thích hợp với cái nhiệt độ cơ thể người. Ở nhiệt độ 35-37 độ C nó mọc sẽ mọc rất là đẹp. Nhiều khi ra một tháng kể nó cũng không lên luôn ha. Còn cái vi nấm ký sinh thì nó sẽ ngược lại ha. Bởi vì nó đã được thích nghi với nhiệt độ thân thể người, do đó cái cấy ở nhiệt độ môi trường 35-37 độ C nó sẽ mọc rất là nhanh ha. Còn nó sẽ không chạy vào cái môi trường cấy bình thường để ở ngoài phòng ví dụ ha. Đây là cái bài rất là quan trọng ha, nó nằm trong cái mục tiêu phân biệt vi nấm ký sinh. Rồi, các bạn bắt buộc phải nhớ cái phần này. Rồi, cái một cái cháy thì mình bắt đầu ngọt. Nha, khi chắc chắn có một cái bệ phẩm gì đó lên ở môi trường cháy thì sẽ có tầm tương thứ trong đó hết. Nha, trên cái bệ phẩm hết trên da các bạn nè. Ngoài vi nấm, có thể là ở địa vi nấm có các loại nơi đó. Trên da của mình thế nào cũng có những cái loại vi nấm sống lại. Thì nếu mà các bạn kết một cái da, các bạn có thể da vi nấm chẳng hạn. Thì vi nấm chưa có, vi khuẩn ha. Thì cái bởi vì tốc độ mọc của vi khuẩn nó nhanh hơn tốc độ mọc của vi nấm ha. Và tốc độ mọc của những cái vi nấm ngoại sinh nó sẽ mọc nhanh hơn những cái vi nấm ký sinh ha. Đó là trong môi trường nhiệt độ bao nhiêu độ C. Vi nấm ngoại sinh nó sẽ mọc nhanh ở môi trường nhiệt độ bao nhiêu. Hay nhớ là 20-25 độ ha, tức là để 20 độ phòng thí nghiệm thì nó ngoại sinh nó sẽ tạo nhanh hơn. Rồi, vậy thì để ngăn chặn cái tình trạng này, cái mà mình cần thấy thì nó không mọc, cái mình không cần thấy thì nó lại mọc. Thì người ta sẽ cho thêm một cái chất vào trong môi trường cấy là cái thạch sabulo này. Cái thạch sabulo đó là cái thạch cơ bản không lập để không lập vi nấm đầu tiên ha. Cái vi nấm là cái cấy ra cái sabulo đó trước đã. Sau khi nghi ngờ có một cái tác nhân bị đặc trưng, người ta sẽ cấy chuyển sang một cái môi trường khác.
Rồi. Để giải quyết cái tình trạng vi nóng, nó sẽ mọc, khi bọn nó mọc lên vi nóng, tình trạng đấy thì người ta sẽ bỏ thêm vào trong cặp những cái kháng sinh để ức chế sự phát triển của vi khuẩn một ha, để giải quyết cho vi nóng nó mọc. Những cái kháng sinh được thêm là chloramphenicol hoặc là penicillin hay là clotrimazin ha. Xưa thì ta phải đổ tập, xong rồi ta phải ép cái thuốc kháng sinh, ta trộn về của nó, mọi người là cái môi trường mà đã pha chế sẵn rồi ha. Trên môi trường pha chế sẵn nó sẽ có ghi sẵn là Saburo hoặc quay khô là một cô trong ta đi xuống này. Còn để ngăn chặn cho vi nấm hoại sinh không hoặc tùy trường hợp ha, trong những bài cụ thể các bạn sẽ đi ha, để coi phải không. Thì tùy theo trường hợp người ta muốn học loại vi nấm này, người ta mới cho thêm những cái kháng nấm ha. Kháng nấm được dùng là Cyclohexylamine để ức chế cái sự phát triển của vi nấm hoại sinh, để càng quyền cho cái vi nấm vi sinh nó, nhưng mà không phải trường hợp nào cũng cho cái kháng nấm này rồi ha. Bởi vì có những cái vi nấm mà nó gây bệnh, nó ở trạng thái hoại sinh ha, nhớ không? Trong chương trình học thì đa số các độc hại vi nấm đều ở trạng thái hoại sinh hết, và nó là một tác nhân cơ hội ha. Có điều kiện thuận lợi gì đó thì về hoại sinh nó mới chuyển sang vi sinh thôi, được không? Đúng không? Rồi, ngoài ra không phải lúc nào vi nấm nạc men cũng là vi nấm nạc men, và vi nấm sợi tơ cũng là vi nấm sợi tơ ha. Có một cái dạng ở giữa ta gọi là cái hiện tượng nhị độ hay là hiện tượng lưỡng hình, tức là sao, nó sẽ có cả hai hình thể ở vi nấm nạc men và vi nấm sợi tơ luôn, nhưng nó nạc men hay dạng nạc men hay là dạng sợi tơ tùy thuộc vào cái môi trường, tùy thuộc vào điều gì đó. Đối với vi nấm và cái vi nấm này là vi nấm gì đó, trong chương trình đại học sẽ có ba loại vi nấm gì đó ha, thống kê lại. Rồi nó sẽ tồn tại ở dạng hạt men khi mà ở trong cơ thể ký chủ hoặc là ở trong môi trường dầu chất dinh dưỡng được phủ ở 37 độ C, tức là thì nó sẽ là hạt men. Nhưng mà khi đem ra cái môi trường cái nghe cái dinh dưỡng thì lúc này cái hạt men này nó là chuyển thành cái dạng sợi tơ nấm ha, hoặc là các bà cụ ở 25 độ C thì nó ở trong cái dạng sợi tơ nấm. Vậy thì đối với vi nấm nhị độ, trạng thái nào là trạng thái tiêu cực, dạng hạt men hay dạng sợi tơ? Dạng hạt men ha. Chỉ có dạng ở trong cơ thể người nó tồn tại dạng hạt men mà. Đối với vi nấm thì gọi thì cái dạng hạt men là cái dạng một cây dạng ha. Còn cái dạng sợi tơ nấm là cái dạng không bị bệnh ha, nó chỉ có mà nó phát triển theo môi trường bên ngoài là cái dạng sợi tơ nấm thôi. Còn khi đã vào trong cơ thể người thì lúc nào cũng chịu dạng là cái dạng hạt men hết. sinh động
cái đầu đỡ đó nha. Trong cái khúc đó thì còn những cái thể tơ đó đúng không? Hay những cái thể tơ nó đang kết với nhau thì các bạn làm hòa nhí để bằng cái điểm này trên. Chỉ có những cái sợi tơ đó thì cũng không nhí thôi. Cái ví dụ này mình sẽ học lại sau ha. Bây giờ các bạn ôn nhớ được nó là con gì. Rồi, thì khi nắm nó có vai trò như thế nào trong đời sống chúng ta là con gì không? Vì nắm được, ha, mình nghe nhiều. Trong công việc có nghe không? Các bạn hỏi gì đến công việc không? Có bao giờ coi mấy đàn phẩm tỉnh lông hay là tiền nghe hay là gì không? Trong phần quảng cáo có nghe là có nghe quảng cáo về hút đời sau không? À, trong hút đời sau thì ta sẽ nhắc đến các bệnh người tiểu hay bệnh đạo ôn, bệnh đốm nôi, các bệnh đó là do thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái công việc của mình hoặc là những cái nấm mốc ở trong những cái kẹo đã say rồi nha, nếu mà tỉnh lâu thì sẽ nên mốc hoặc là mất gì đó vân vân. Rồi trong công việc thực phẩm thì mình sẽ để ý nó nhờ cái bài rất hay của Vi Nắm, nó sẽ chuyển hóa những cái chất hữu cơ ở bên ngoài môi trường để lưu giữ. Dựa vào cái đặc tính đó mà con sẽ sản xuất ánh ứng dụng vào công việc sản xuất rượu bia ha, và đánh thời hoặc là phô mai. Bây giờ có thể là sản xuất thịt sinh cao ha, là cũng từ Vi Nắm luôn ha, là sẽ lưu giữ rượu bia. Rồi trong thú y thì tương tự như người ha, trong thú y cũng như trong y học thì Vi Nắm nó sẽ gây ra những cái bệnh. Rồi, trong y học thì sao? Cái vai trò đầu tiên phải nhắc đến trước khi nghĩ đến không phải là nó gây hại hoàn toàn ha. Vi nấm nó cũng có lợi lắm. Giống như các bạn ăn nấm không có lợi hay có hại? Ăn nấm, nói chung chung là ăn nấm thì có lợi hay có hại? Có lợi thì có hại không? À, cũng có luôn. Ha, vừa lợi vừa hại. Thì đối với vi nấm cũng vậy, nó vừa có hại như thế này. Chính, nó cũng có lợi là nó cũng vượt vào trong sản xuất kháng sinh. Hầu hết các loại kháng sinh hiện tại chiết xuất từ vi nấm, có một loại từ vi nấm nữa là các loại kháng sinh, tất cả các loại kháng sinh còn dài nữa chứ không phải có như đây ha, chiết xuất từ vi nấm hết. Rồi, nên khi mà có hại cho nó thì nó sẽ gây ra nhiễm và nhiễm độc. Và những cái bệnh vi nấm thì đối với thể và cái bệnh thì nó lại chia ra là thể nấm sâu, những bệnh nấm sâu và bệnh nấm nông. Bệnh nấm nông là những cái bệnh nó chỉ gây ra ở trên bề mặt lớp thượng bì thôi. Trong chương trình mình sẽ học đến nay bệnh là bệnh lan man và bệnh do vi nấm thành ra. Xếp vào trong bệnh nấm nông. Trong sách thì các bạn sẽ còn thấy là có cái tóc cây viên giác hạt do vi nấm, do vi nấm, do vi nấm. Vi nấm đây chúng mình được bỏ vào đó đây. Nó đã có những cái gì mà chỉ khu trú ở trên lớp thượng bì thì nó được xếp lên bệnh nấm nông. Còn bệnh nấm sâu là những loài vi nấm gây bệnh xâm lấn ở môi dưới da và các cơ quan của bạn thì được xếp vào bệnh nấm sâu ha. Tất cả những cái vi nấm còn lại và nấm sâu nhé, tại trường lớp trên da thì xếp vào trong và nấm sâu hết. Và những cái loài vi nấm này nó sẽ xâm nhập vào cơ thể từ hai nguồn. Thứ nhất là từ bên ngoài, cái thứ hai là bản thân nữa, những cái vi nấm nó tồn tại ngoài sinh bên trong nó sẽ bùng phát. Nó xâm nhập từ bên ngoài có thể là qua đường hô hấp. Và đây là con đường chủ yếu để xâm nhập luôn ha. Bởi vì vi nấm cái này nó rất là nhẹ, nó có thể lên được trong không khí. Do đó cái này là xâm nhập chính của vi nấm vào cơ thể người là qua đường hô hấp. Rất nhỏ. Rồi. Và có thể xâm nhập qua da, qua những cái vết bầy xước của da ha.
thì chỉ có một số loại mà nó mới có thể gây bệnh thận. Rồi còn một con đường khác nữa là những cái vi nấm ở bên trong nó đã tồn tại sẵn bên trong cơ thể người, ví dụ candida, nó là vi nấm đột biến hồi sinh ở trong niêm mạc đường tiêu hóa, ha, có thể là ở người thực quản, ha, ở người nhồi, ha, ở trong niêm mạc âm đạo, ha. Khi mà gặp điều kiện thuận lợi, càng đơn, cái miễn dịch của cơ thể ký chủ ở ngay vị trí đó bị suy yếu thì nó sẽ gây bệnh. Rồi với mỗi loài vi nấm các bạn học nha, chú ý sau này học tình cụ thể từng bài thì phải ít nhất quên, sau khi quên các bạn thì phải biết được là con vi nấm đó có ái lực với cái mô cơ quan nào, thì nó có ái lực với mô cơ quan nào thì nó sẽ gây ra tổn thương đó. Ví dụ như cái vi nấm ngoại sinh Cryptococcus nó có ái lực thì nó sẽ có ái lực với mô cơ quan nào thì nó sẽ gây ra, hoặc là nhóm vi nấm thời gian của hematophage nó có ái lực với lại cái keratin thì nó sẽ gây bệnh ở đâu thôi ha. Đó là cái trình độ các bạn sẽ thống kê lại. Rồi nhìn chung về cái nhóm bài về cái chương vi nấm chung ha, khi nấm nó sẽ gây bệnh chủ yếu là bệnh cơ hội, chỉ có một vài loại là gây bệnh thật sự thôi ha, không cần yếu tố thuận lợi gì hết, chỉ là còn đa số các loại khác là bệnh cơ hội hết. Tức là sao? Bình thường nó không có thể nó có cách nào xâm nhập vào cơ thể người. Người thích là nhưng mà các bạn có cái hang, nó cái hang nó bắt giữ nó rồi, nó không gây bệnh được. Nó không gây bệnh được. Hoặc là nếu mà có gây bệnh thì nó chỉ gây bệnh được thôi. Nhưng mà khi mà có những cái yếu tố một hay là yếu tố dẫn độ thì nó sẽ gây bệnh nhiều hơn. Thì đa số các loại bệnh nó cái bệnh viêm nấm hồi hết. Và những cái yếu tố mọi người đó là gì? Yếu tố mọi người đó là gì? Nghe các bạn, yếu tố mọi người nào làm cho một cái bệnh gây ra viêm nấm từ trong cái bệnh ở một cơ địa người bình thường sang gây bệnh ở một người có cái cơ địa gì đó, thì cái yếu tố nào sẽ dẫn đến cái chuyện đó?
nha. Rồi, và yếu tố bệnh lý thì sao? Bệnh tàn đây, ra xin nhận như vậy. Nhiễm HIV là đến giai đoạn S, còn gì nữa? Bệnh nào làm bị cho suy giảm? Suy dinh dưỡng nặng, ngang, ngang, cây, suy giảm như vậy. Rồi, hình thành. Cái gì đó? À, tiểu đường, trái đau đường, còn gì nữa? Những cái bệnh lý ác tính của nam bị ung thư ha, hoặc là những cái nhiễm trùng do CMV hoặc là OB, OB để thì CMV để hiểu không? CMV là cái gì của cái người phụ nữ OB là gì? SPV và RAS là nam, còn CMV là CC gì? Rồi, những cái gì trong đi đó ha, dị ứng là do